Sáng ngày 28 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức trao các thiết bị cần thiết cho mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cho xã Tân Phúc thuộc dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025. Tới dự có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Các thiết bị được trao gồm giường tủ, bàn ghế, nồi, bếp, bát đũa, ấm nước. Mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được đặt tại trạm y tế xã Tân Phúc. Các địa điểm trên đều ghi số điện thoại của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, trưởng công an xã, cán bộ chính sách xã nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ những nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, ngược đãi, không có nơi tạm lánh. Nội dung hoạt động của mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng là trợ giúp pháp lý cho chị em phụ nữ, tiếp nhận, hỗ trợ và thông báo kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực, bảo đảm an toàn, bí mật cho nạn nhân và người báo tin. Đây cũng là nơi để hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là quan hệ vợ chồng. Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng là một trong ba mô hình nòng cốt của dự án 8, gồm câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, tổ truyền thông tại cộng đồng và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Mô hình sẽ góp phần giảm tình trạng bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở chịu trách nhiệm chính trong thực hiện mô hình.